Truyện của BT mến chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay mình làm một món nữa, đó là đậu đũa xào với trứng. Để làm món đậu đũa xào với trứng như thế nào, mời anh chị và các bạn xem cách làm của mình nha. Những nguyên liệu để làm món xào thì mình đã chuẩn bị sẵn. Đậu đũa mình đã cắt ngắn bớt, giờ cắt làm đôi. Đậu này mình cũng mua ở vườn người ta trồng. Đậu đũa mình đã cắt xong. Dùng nửa tô nước cho một muỗng canh muối vào khuấy đều. Cho đậu đũa vào để ngâm. Dùng muỗng đè cho đậu ngập vào nước muối. Để yên ngâm khoảng 10 phút. Củ hành tây chẻ đôi sắc muối. Sắc làm 6 hoặc làm 8. Hành tây tách ra từng miếng. Nếu bạn không ăn hành tây thì bỏ qua phần này nha. Năm tép hành lá nhỏ mình cắt ngắn. Món xào thì hành lá cắt ngắn khoảng chừng như mình làm vậy bạn. Ớt cắt bỏ cuống, sau đó cắt thành từng khoanh nhỏ. Hành lá và ớt mình cũng đã cắt xong. Hai quả trứng gà đập ra cho vào cái tô. Dùng muỗng khuấy cho lòng đỏ và lòng trắng đều hòa lại với nhau. Đậu đũa sau khi đã ngâm được 10 phút, chắc nước ngâm ra bỏ. Cho nước vào để rửa đậu. Rửa ít nhất là 3 lần nước cho đậu được sạch. Những gia vị để xào mình đã chuẩn bị. Dùng cái chén cho 2 muỗng canh nước, 2 muỗng canh nước mắm vào. 1 muỗng rưỡi cà phê đường. 1 ít hạt nêm tùy theo bạn ăn nhiều hay ăn ít mà cho vào nha. 1 ít tiêu xay. 1 muỗng canh dầu hào. Dùng muỗng khuấy đều. Pha gia vị trước giảm được thời gian khi xào. Dùng cái chảo chống dính cho một ít dầu vào. Khi dầu nóng cho trứng vào để chiên. Trứng rất là nhanh chín. Mình trở trứng.
Trứng như vậy là đã chín, mình cho ra cái dĩa. Sau đó dùng kéo cắt thành từng miếng nhỏ. Dùng cái chảo khác cho một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng cho một ít đầu hành đã cắt nhỏ vào. Xào cho hành vừa thơm là được. Cho đậu đổ vào để xào. Trộn đều xào cho đậu đũa phân lại. Đậu đũa cũng mau chín lắm bạn. Cho phần gia vị đã pha vào. Dùng đũa trộn đều. Khi xào bạn nêm lại cho vừa khẩu vị của bạn nha. Giờ gia vị đã hơi thấm vào đậu rồi bạn. Cho hành tây vào. Trộn đều đậu và củ hành. Đậu và hành đã gần chín cho trứng vào. Trộn đều thêm một lần nữa. Cho hành lá và một ít tiêu vào. Trộn xong như vậy là đã chín, mình tắt bếp. Giờ mình múc ra dĩa. Mình đã cho ra dĩa xong rồi nè bạn. Món này làm đơn giản nhưng cũng rất là ngon. Anh chị và các bạn xem nếu thích có thể làm thử món xào này ăn với cơm. Mình chia sẻ cách làm đậu đũa xào với trứng đã xong. Chúc anh chị và các bạn nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Và cảm ơn anh chị và các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay và hữu ích, bấm chia sẻ và nếu chưa đăng ký, bấm đăng ký ủng hộ kênh Truyền Cửu BT để xem tiếp những món ăn mới của mình. Mến chào anh chị và các bạn và hẹn gặp lại.